Xin chào bà con, dòng máy băm dơm dừa một pha đến từ công ty Bình An là thiết bị chuyên dùng để băm nhỏ vỏ dừa tươi, vỏ dừa khô thành mùn dừa. Sản phẩm có giá trị cao được ứng dụng rất nhiều trong trồng trọt và chăn nuôi. Như bà con cũng đã biết, tất cả các dòng máy sau thời gian sử dụng lâu dài đều có sự hao mòn nhất định. Và máy băm dơm dừa một pha này cũng vậy. Và bộ phận dễ bị hao mòn nhất đó chính là hai lưỡi dao băm. Chính vì thế hôm nay công ty sẽ hướng dẫn bà con cách để thay dao băm một cách an toàn và hiệu quả nhất nhé. Để thay dao cho dòng máy này cũng rất đơn giản và nhanh chóng. Bà con có thể dùng cơ lê số 17 để tháo 6 con ốc xung quanh của thành máy. Cũng là buồng làm việc của máy băm sơ dừa một pha này. Việc tiếp theo bà con cần phải làm đó là nhấc buồng làm việc ra. Ở bên trong bà con sẽ thấy hai con dao bắt chéo nhau bản rất dài dặn. Để tháo được dao bà con dùng cơ lê số 22. Hiện tại trong máy đang lắp mặt sàng để băm vỏ dừa tươi. Còn một mặt sàng đi theo máy nữa đó là mặt sàng chuyên dùng để băm vỏ dừa khô. Bên dưới mặt sàng là hệ thống cánh đẩy. Mùn dừa sau khi đủ độ nhỏ thì sẽ rơi qua mặt sàng, sau đó được các cánh đẩy này đẩy mạnh ra ngoài cửa xả. Và đây là quá trình lắp lại dao băm cho máy. Thao tác lắp vào thì cũng rất dễ dàng. Có một lưu ý nhỏ đó là con dao phía dưới phần mặt phẳng hay còn gọi là lưng dao sẽ lắp hướng xuống dưới, con dao ở trên thì phần lưng dao sẽ lắp hướng lên trên, và hai dao phải lắp bắt chéo nhau. Sau khi lắp đúng chiều của dao, chúng ta bắn chắc con ốc lại. Việc lắp máy đã gần hoàn thành, bà con chỉ cần cho phần thành máy hay buồng làm việc lên và siết lại 6 con ốc như ban đầu. Lưu ý với bà con là nên siết từng con một và siết đối xứng nhau trước. Nếu siết chặt lần lượt như lúc tháo, có thể máy sẽ bị vênh lên. Và vậy là quá trình thao dao băm cho máy băm dơm dừa một pha đã xong. Bây giờ chúng tôi sẽ thử băm nhỏ đống vỏ dừa tươi này cho bà con xem nhé. Để băm nhanh và mạnh thì máy băm dơm dừa một pha được kéo tải bởi động cơ 3,5 kW, nguồn điện dân dụng 220V, đảm bảo 100% lõi dây đồng. Dưới phần cửa xả của máy trang bị một tấm chắn điều hướng. Bà con có thể điều chỉnh hướng phun xa hay gần của thành phẩm, giúp bà con có thể thu gom thành phẩm dễ dàng hơn. Và đây là thành phẩm mùn dừa sau băm của máy băm dơm dừa một pha. Từ những thứ tưởng chừng như phải bỏ đi và gây ô nhiễm môi trường, bà con có thể biến nó thành những sản phẩm có giá trị vô cùng hữu ích, được ứng dụng rất nhiều trong trồng trọt và chăn nuôi, như là ủ làm phân bón, phân hữu cơ cho cây trồng, làm đệm lót chuồng sinh học, làm giá thể trồng cây trộn với các phụ phẩm nông nghiệp khác và rất nhiều ứng dụng khác nữa. Vậy với việc sử dụng máy băm dơm dừa một pha, bà con có thể tận dụng được những nguyên liệu sẵn có để kiếm thêm thu nhập. Vậy bà con thấy sao về dòng sản phẩm này? Mọi chi tiết hay thắc mắc bà con vui lòng liên hệ ngay qua số hotline đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ giải đáp tốt nhất nhé. Đến với cơ khí Bình An, chúng tôi luôn cam kết với giá thành hợp lý. Mọi hộ chăn nuôi đều có thể đầu tư được đảm bảo giá gốc tại xưởng, được chế tạo từ các kỹ sư lành nghề dày dặn kinh nghiệm mà không qua bất cứ các khâu trung gian nào. Vậy xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.